Xin chào quý chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ làm một video để giới thiệu về thay đổi của chiếc xe Toyota Fortuner trong thời điểm tháng 6, tháng 7 năm 2022 này. Thì xe Fortuner đã được thay đổi phiên bản mới, cập nhật phiên bản mới có một số thay đổi nhỏ cũng như là cập nhật về giá. Tuy nhiên là các phiên bản thì vẫn như vậy thôi. Có hai phiên bản nhập khẩu từ Indo là phiên bản 2.7 máy xăng. Trong đó có một phiên bản số tự động máy xăng 2.7 một cầu, có phiên bản là hai cầu. Tiếp theo là có 5 phiên bản nhập khẩu lắp ráp trong nước và đều là máy dầu cả. Trong đó thì có một phiên bản số sàn một cầu và 4 phiên bản số tự động. Trong đó có hai phiên bản là một cầu và hai phiên bản là hai cầu. Thì em cho phép là trong khuôn khổ video này em xin phép là cập nhật giá mới cho các anh chị cho dòng xe của Fortuner. Đầu tiên là về dòng xe lắp ráp trong nước bản máy dầu, thì phiên bản thấp cấp nhất là phiên bản số sàn. Ngày xưa thì có giá là 995 triệu. Thời điểm hiện tại thì giá xe đã tăng 20 triệu. Thì giá niêm yết sẽ là 1 tỷ 115 triệu cho phiên bản số sàn. Phiên bản tiếp theo là phiên bản số tự động một cầu máy dầu 2.4 lắp ráp trong nước. Ngày xưa giá niêm yết là 1 tỷ 080. Tuy nhiên là trong thời điểm hiện tại, cập nhật phiên bản mới, có những chức năng mới và giá niêm yết đã thay đổi thành 1 tỷ 007 triệu cho phiên bản một cầu máy dầu 2.4 lắp ráp trong nước. Phiên bản tiếp theo là phiên bản một cầu bản Legender, ngày xưa là 1 tỷ 195 triệu, cũng là 2.4 máy dầu một cầu lắp ráp trong nước ạ, nhưng mà là bản thể thao, ngày xưa là 1 tỷ 195, hiện tại thì phiên bản mới sẽ là 1 tỷ 248 triệu. Phiên bản tiếp theo là phiên bản hai cầu thường. Ngày xưa thì có giá máy dầu. Ngày xưa thì có giá là 1 tỷ 388 và hiện tại là 1 tỷ 423 triệu. Còn phiên bản cao cấp nhất máy dầu thì ngày xưa có giá là 1 tỷ 426 triệu. Và thời điểm hiện tại thì có giá là 1 tỷ 459 triệu. Còn hai phiên bản số tự động máy xăng 2.7 nhập khẩu Indo thì bản một cầu có giá niêm yết là 1 tỷ 154 ngày xưa, thời điểm hiện tại thì là 1 tỷ 187 triệu. Phiên bản hai cầu thì có giá niêm yết là 1 tỷ 244, còn thời điểm hiện tại là 1 tỷ 277. Thì theo truyền thống của xe Toyota, những cái xe có màu trắng ngọc trai như trước mắt chúng ta đây thì sẽ có giá tăng lên 8 triệu so với cả màu thường. Anh chị nếu anh chị đã chưa làm được. Ngoài ra thì về chính sách xe thì bên em cập nhật thay đổi theo từng thời điểm, và đặc biệt là xe Fortuner hiện tại thì cũng khá là ít xe. Anh chị đã cần tư vấn về phiên bản nào thì có thể alo em sẽ báo giá chi tiết từng phiên bản cũng như là về cái lịch xe. Em sẽ đi một vòng cho anh chị xem qua nhé. Đây là phiên bản hai cầu máy dầu bản Legender 2.8. Thì xe được trang bị những đầu tiên là về cái mặt ca lăng mới này. Thứ hai là được trang bị là cái Toyota City Sen giữ làn đường cảnh báo tiền va chạm hỗ trợ phanh, cũng như là camera 60, 6 cảm biến. Nội thất da nâu đỏ pha với đen. Và đặc biệt là với dòng xe của Toyota nói chung và dòng xe máy dầu Fortuner nói riêng thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tối ưu. Máy 2.8 sản sinh ra cái mô men xoắn gần 500 Nm, mà cái mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 7,8 lít trên 100 cây, 7,8 lít dầu đấy ạ, trên 100 cây đừng kết hợp, mà máy rất khỏe, rất bốc luôn. Được trang bị loa JBL camera 60, chống chói tự động. Và xe thì em hiện tại vẫn đang hỗ trợ cho vay tối đa là 80% giá trị xe. Nếu anh chị nào có cần nhu cầu đặc biệt vay nhiều hơn, ví dụ như là vay cho doanh nghiệp hay là số tiền vay gần vay 90% chẳng hạn, thì có thể liên hệ với em sẽ đưa ra cái gói vay phù hợp nhất với cái nhu cầu tài chính của anh chị. Và trong khuôn khổ video nhanh này em cập nhật cái giá cũng như là cái phiên bản mới của Fortuner, thì anh chị liên hệ với em qua số hotline trên màn hình, thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn về các nhu cầu của anh chị và hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.